Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải và chúng ta đang có những hình ảnh về cung đường Amalfi tại thị trấn Địa Trung Hải, một trong những cái thị trấn rất là đặc biệt do tập đoàn Sun Group kiến tạo. Và trục đường Amalfi nó cũng là cái trục đường huyết mạch của toàn bộ dự án Shophouse Địa Trung Hải, nói chung cũng như là cái tuyến đường chính để chúng ta đi vào ga đi cáp treo Hòn Thơm. Và được mệnh danh là cái điểm đến số 1 của du khách tại Nam Phú Quốc thì không khó để tìm thấy ở Nam Đảo những cái bãi biển nước trong như ngọc với bờ cát trắng mịn màng, song chỉ duy nhất ở bờ Tây Nam Đảo, ngay tại khu vực ga đi cáp treo Hòn Thơm mới sở hữu một cái địa thế giật cấp theo sườn đồi có chiều cao từ 40 đến 60 mét so với mực nước biển và mang nhiều cái nét tương đồng với những hòn đảo thiên đường của miền Địa Trung Hải. Ở đây thì chúng ta có phân khu trung tâm của Shophouse Center. Những căn Shophouse anh chị có thể nhìn thấy trên sườn đồi, chủ đầu tư họ đã hoàn thiện cơ bản là đã hoàn thiện đến 99% rồi. Và chủ đầu tư bắt đầu hoàn thiện phần mái cũng như hoàn thiện phần sơn ngoài. Những căn Shophouse Center của Địa Trung Hải thì sẽ nằm trên sườn đồi, có cao độ từ 35 cho đến khoảng 60 mét so với mực nước biển và hướng trọn ra mặt biển. Đây là một trong những dự án rất là đặc biệt với cái địa thế độc bản và dưới cái bàn tay của nhà phát triển bất động sản hàng đầu là Sun Group, được kiến tạo và trở thành một cái thị trấn đa màu sắc với một sắc màu Địa Trung Hải rực rỡ của Sun Primavera, tái hiện một thị trấn Amalfi huyền thoại và một ngôi làng cổ tích Taormina, tái hiện phiên bản một ngôi làng Taormina tại Việt Nam. Ở đây thì cũng nhờ cái địa thế giật cấp đặc biệt mà toàn bộ Shophouse Địa Trung Hải, phân khu The Center mà anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì sẽ hướng thẳng ra biển với cái tầm nhìn đáng giá triệu đô. Và mỗi căn Shophouse The Center đều là những căn Shophouse có view biển và số lượng giới hạn chỉ 364 căn ở Nam Phú Quốc. Đặc biệt là nằm ở bờ Tây của Nam Đảo thì những căn Shophouse The Center không chỉ sở hữu cái vị trí tựa sơn hướng thủy mà còn trở thành cái điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Phú Quốc, đặc biệt là góp mặt vào cái danh mục những cái biểu tượng du lịch mới của Nam Đảo ngày nay. Ngoài cáp treo Hòn Thơm chính là tiểu Italia thì Shophouse The Center là tâm điểm của toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải với rất nhiều tiện ích như chúng ta nhìn thấy là lâu đài Địa Trung Hải ngay giáp danh với Shophouse The Center. Và những căn Shophouse The Center mà kế bên lâu đài Địa Trung Hải thì cũng hưởng trọn cái nguồn khách khổng lồ đến với lâu đài Địa Trung Hải. Lâu đài Địa Trung Hải là sales center, là cái trung tâm triển lãm bất động sản của tập đoàn Sun Group và sau này sẽ trở thành cái trung tâm hội nghị quy mô lớn tại toàn bộ dự án. Và những căn Shophouse The Center nằm tại cái trục đường Amalfi này thì nó sẽ đặc biệt hơn và có giá trị hơn so với các trục đường khác. Đây là cái đoạn đầu vào dự án và chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện, như anh chị nhìn thấy hoàn thiện toàn bộ rồi. Những cái dãy Shophouse The Center thì nằm trên cái cao độ cao hơn đâu đó chênh khoảng 5 mét so với Shophouse Primavera mái đỏ ở phía dưới. Ở đây chúng ta có hai giai đoạn là giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là một cái lối kiến trúc Địa Trung Hải lôi cuốn, sở hữu một cái hình hài của thị trấn Amalfi nguyên bản thông qua kỹ thuật thiên minh giả cổ kỳ công. Đó là Shophouse Sun Primavera, chứa đựng một cái linh hồn của vùng đất Địa Trung Hải trong từng chi tiết nhỏ bé nhất. Thì đến với giai đoạn 2 của Shophouse Địa Trung Hải, chúng ta có một cái nét cách tân về kiến trúc mang màu sắc hiện đại và tươi mới hơn. Còn phía bên này chúng ta nhìn thấy một cái bãi biển, đó là bãi đất đỏ. Bãi đất đỏ có cái chiều dài bãi biển trải dài đâu đó khoảng 1,3 km. Và bên trong thì anh chị cũng nhìn thấy là chủ đầu tư có một cái dự án của Sun Group là 83 hectare bãi đất đỏ. Thì chủ đầu tư họ đã đổ đất và làm nền mặt bằng ở phía trong, như anh chị nhìn thấy. Thì cái giai đoạn giải phóng mặt bằng này sẽ mất đâu đó nhanh thì cũng phải khoảng 1 năm cho đến khoảng 2 năm. Và họ đang làm ở cái phía trong rồi. Quy hoạch trong tương lai thì bãi đất đỏ sẽ là khu đô thị cảng, lấy cảng làm trung tâm và cảng biển sẽ nằm ở cái mỏm đồi chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Một cái cảng biển
và toàn bộ khu đô thị ở phía trong thì sẽ phát triển theo mô hình là đô thị cảng, một khu đô thị nén, tức là sẽ bao gồm các tòa căn hộ cao tầng, các cái dãy nhà thấp tầng kết hợp giữa vừa ở vừa kinh doanh, và đây sẽ là một dự án hỗn hợp. Đó. Bên cạnh thì chúng ta có dự án nhà phố đô thị đảo Sunway City Ninh An Thới đã và đang bàn giao đến tay khách hàng. Ở đây thì có quy mô là 35 hectare và có hơn 800 căn nhà phố. Và kết nối trực tiếp từ bãi đất đỏ và khu đô thị An Thới thì chúng ta có dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và phân khu The Center thì chủ đầu tư đang mở bán với giá bán từ 20 cho đến 35 tỷ đồng. Nếu chị nào đang quan tâm về một trong những loại hình bất động sản có pháp lý sở hữu lâu dài và nằm trên sườn đồi bờ Tây Nam, đảo Ngọc Phú Quốc, thì anh chị vui lòng liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn này và hẹn gặp lại anh chị ở trong các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.